about. Rạng sáng mai, sân cỏ châu Âu sẽ vô cùng sôi động với sự trở lại của UEFA Champions League. Lá thăm may rủi đã đưa Manchester United gặp Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội sau khi sa thải Jose Mourinho và bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer và bùng nổ theo cách không ai ngờ đến. 11 trận dưới thời tân huấn luyện viên người Na Uy, Quỷ Đỏ đã bất bại khi họ giành chiến thắng đến 10. Trước cuộc chạm trán với Man United, PSG mất liền hai ngôi sao trên hàng tấn công là Neymar và Cavani vì những chấn thương. Riêng Neymar chắc chắn sẽ bỏ lỡ cả hai lượt trận với Quỷ Đỏ vì chấn thương bàn chân. Hiện tại, Manchester United rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn, đặc biệt khi họ được thi đấu ở sân nhà. Với tinh thần và phong độ đang có, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho United chứng tỏ vị thế, đồng thời tìm kiếm lợi thế cho trận lượt về sau đây 3 tuần. Ở một trận đấu khác, Roma đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa này, sẽ phải đối đầu với đối thủ khó chịu Porto. Hiện Roma đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A và đối mặt nguy cơ không được dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, tại vòng bảng, Porto đã thể hiện sự vượt trội khi họ thắng 5 trên 6 trận. Ở đấu trường quốc nội, Porto cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng nên tâm lý họ khá thoải mái trước chuyến làm khách đến Italia vào đêm nay. Theo những nguồn tin uy tín từ BBC, Aaron Ramsey đã ký hợp đồng nháp với Juventus sau khi vượt qua hai cuộc kiểm tra y tế trong tháng Giêng. Đáng chú ý, anh sẽ nhận mức lương lên đến 400.000 bảng một tuần ở đội bóng mới theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Đây là mức lương cao kỷ lục với các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh và chỉ thấp hơn Cristiano Ronaldo ở Juventus. Nếu Aaron Ramsey đi hết hợp đồng 4 năm với Juve, anh sẽ được nhận 83,2 triệu bảng tiền lương. Đó là một con số cực khủng dành cho tiền vệ người xứ Wales ở đội bóng thành Torino. Sau Phil Jones, đá lưới Anthony Martial lên tiếng cho rằng lối chơi tấn công của Solskjaer phù hợp hơn rất nhiều so với phong cách phòng ngự của Mourinho. Phát biểu trên Goal, Anthony Martial đã hết lời ca ngợi huấn luyện viên của mình. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra khá tốt. Chúng tôi đang thực sự rất hạnh phúc ở đây và hướng về các mục tiêu phía trước. Ông ấy đến với sự tự tin, quyết tâm và điều đó thật sự hữu ích cho cả đội. Có lẽ kiểu chơi này dễ hơn phong cách mà Mourinho đã yêu cầu. Ole muốn chúng tôi tấn công nhiều hơn, tạo ra sự khác biệt và quyết đoán hơn. Những cầu thủ tấn công đang sở hữu nhiều ý tưởng và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi hiệu quả hơn nữa. Không chỉ Paul Pogba, mà nhiều cầu thủ khác như Rashford, Lukaku hay Lingard đều đang chơi tốt hơn dưới sự dẫn dắt của Solskjaer. Sau khi gia hạn thành công với Anthony Martial và Phil Jones, đến hôm nay, Quỷ Đỏ tiếp tục giữ chân được lão tướng Ashley Young thêm một năm. Hợp đồng cũ của Ashley sẽ hết hạn vào mùa hè đến. Ở tuổi 33, cầu thủ đa năng này chỉ ký được thêm một năm theo quy định chung của câu lạc bộ. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho Ashley Young sau những gì mà anh đã thể hiện suốt một năm qua. Young chuyển đến Old Trafford vào năm 2011 với giá 17 triệu bảng từ Aston Villa. Ashley Young đã có tổng cộng 227 trận đấu cho Man United, ghi được 17 bàn thắng ở mọi đấu trường. Sau trận thua 0-6 trước Man City, Maurizio Sarri thừa nhận công việc của ông tại Chelsea có thể sẽ dừng lại bất kỳ lúc nào. The Blues đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, nguy cơ không thể lọt top 4 đã hiện hiện trước mắt thầy trò Sarri, đặc biệt trong bối cảnh Manchester United đang thể hiện phong độ thăng hoa như thời Solskjaer. Hơn bao giờ hết, tương lai của huấn luyện viên Sarri ở Chelsea bị đặt dấu hỏi lớn. Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người ấy cũng thừa nhận đây là công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến ông mất việc bất kỳ lúc nào. Nếu như chủ tịch gọi điện, tôi rất vui mừng, nhưng tôi chưa từng nghe thấy điều gì từ ông ấy. Thành thật, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không quan tâm tới tương lai của mình ra sao. Bạn phải hỏi chính câu lạc bộ. Điều làm tôi lo lắng là màn trình diễn của đội bóng. Công việc của tôi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng tôi nhấn mạnh rằng là mình không hề lo lắng về điều đó. Trong một thông báo chính thức, Hoàng Anh Gia Lai cho biết cuộc bầu ban cán sự mới đây đã đi đến thống nhất trao chiếc băng đội trưởng cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Ba cầu thủ giữ vai trò đội phó của đội bóng phố núi ở mùa giải V-League 2019 sẽ là Minh Vương, Lê Văn Sơn và Kim Pong Jin. Tuấn Anh được đánh giá là tiền vệ tài năng nhất mà Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG từng sở hữu. Mặc dù vậy, chấn thương nặng trước Tết Nguyên Đán 2012 đã khiến cho tài năng của Hoàng Anh Gia Lai phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện và phục hồi chức năng. Nhưng sau 8 tháng điều trị tại Hàn Quốc, Tuấn Anh đã có thể tự tin chơi bóng trở lại, đồng thời hứa hẹn sẽ tỏa sáng như tài năng vốn có của anh.